Hello mọi người, bây giờ đang là 6 rưỡi sáng và hôm nay thì mình đã dậy từ lúc 5 giờ sáng mọi người ạ. Tại vì hôm tối qua thì mình kiểu bị mệt quá ấy, nên là mình đã quyết định đi ngủ từ sớm và sáng nay dậy sớm để học bài. Kiểu cứ mỗi lần mà khi nào mà mình kiểu tầm 8-9 giờ mình mệt xong rồi kiểu mình buồn ngủ ấy thì mình sẽ đi ngủ luôn. Mình sẽ không cố học nữa và sáng mai mình sẽ dậy sớm để mình học. Thấy như thế nó khá là hay ho, bởi vì mình vẫn được ngủ đủ và mình vẫn có thời gian học bài. Tại vì bây giờ mình có thể học từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa ấy, tổng cộng khoảng 6 tiếng trước khi mà mình vào lớp, trước khi mà mình có tiết. Mình thấy cách này khá là hay nên mọi người có thể áp dụng. Nhưng mà mọi người phải ngủ được từ lúc 9 giờ. Ví dụ như mà nằm trằn trọc mãi trên giường không ngủ được ấy, xong rồi sáng mai dậy sớm là mệt gấp đôi ấy. Bây giờ mình định là mình sẽ đi ra quán cà phê để ngồi học từ bây giờ. Lúc nãy 5 giờ, 5 rưỡi mình dậy rồi. Nhưng mà mình kiểu đang còn hơi ngái ngủ ấy mọi người. Xong rồi mình cứ nằm trên giường mãi đến tận 6 giờ mình mới dậy. Nên là bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến quán cà phê nha mọi người. Tớ đã xong rồi đây. Trời, ngoài trời vẫn đang còn tối luôn này mọi người. Let's go. Mọi người ơi, tôi đi in đề ở bên này hết 120 một lần in, hết 6.000 won. Tự hứa rằng bản thân lần sau sẽ không bao giờ quên iPad nữa. Cả là học dịch bên này nó mới dùng iPad nó học với mọi người. Tôi thì tới hiểu đấy, tại vì in tài liệu quá là đắt luôn đó.
동사도 쓸 수 있어요. 이거 어려운 문법이에요. 어려운 문법이고 뜻을 설명할. 그다음 4번. 자, 여러분 많이 어려웠어요. 세탁하다. 그런데 물 세탁, 세탁기. Hello mọi người, hôm nay sẽ là ngày mà tớ đi thi topic. Và đây là lần đầu tiên mà mình thi topic nên là kiểu là mình sẽ chỉ thi thử xem là năng lực của mình đến đâu thôi. Ở ngoài trời bây giờ thì đang rất là âm u, kiểu hơi mưa ấy mọi người. Lần này thì mình sẽ thi ở trường Con Cúc. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị căn cước, giấy dự thi và bút xóa. Hiện tại thì bây giờ mình đang chưa có bút xóa, nhưng mà hôm trước thì bạn mình đã cho mượn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ga tàu để đi đến đấy. Tại vì từ chỗ nhà mình đi đến trường Con Cúc thì mất tầm khoảng 1 tiếng. Nào mình sẽ cùng với cả Thành đi, tại vì Thành cũng ngay ở gần nhà mình ấy. Giáo viên cũng nói với bọn mình là kiểu như thi lần đầu thì sẽ chỉ là xé nháp thôi, và sẽ phải thi thêm vài lần nữa thì mới đạt được A của bọn mình ấy. Nên là ok, bây giờ chúng ta sẽ cứ thử thi lần này cho biết nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi thôi. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ phải uống một cốc cà phê đã, không là tí nữa khi mà đọc đề đọc mình sẽ lăn ra ngủ mất mọi người ơi. Đây là đợi Thành lâu quá mọi người. Hello mọi người, để giải stress sau thi chúng tôi đã quyết định đi ăn gà nướng nha. Hôm nay cô ấy nướng cho mình. Cố gắng ngậm cười. Thì bọn tớ có hẹn nhau đi Lotte World. Thì cái này thực ra là ngoại khóa kỳ này của trường mình ấy, thì trường mình phát vé miễn phí cho học sinh đi Lotte World. Thế nên là hôm nay bọn mình đã rủ nhau đi vào chủ nhật. Thì chủ nhật thì tất cả mọi người đều rảnh nên là bọn mình đã chọn đi trong ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày hết hạn cái vé này luôn, nên là bọn mình phải đi gấp ý. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi luôn đây. Bây giờ ở ngoài đang là -4 độ. Mình mặc như thế này thì sẽ hơi lạnh, nên là mình sẽ khoác thêm một cái áo khoác nữa. Trời quá lạnh nên chúng tôi đứa nào mặc áo phao đen hết mọi người thấy không? Cái giống đoạn ở trong Kim Bút Nhu quá ta. Đấy cô làm thử tả ấy này. Mày thử thổ xem là có.
ơi, nhìn mấy đứa đen xì luôn này. Đây là tác hại của việc đi Lotte World vào mùa đông. Giờ sắp được chơi rồi mọi người ơi. Let's go. Ê, thì cái trò này nó sẽ ướt người hay sao ấy, nên là bọn tớ đã mặc hết áo phao rồi. Hi, hello. Ôi, sao kiểu này? Đéo mẹ ơi. Ê, không sợ thì nào hết rồi đó trời. Cái lâu đài rồi. Phần đấy. Hả? The plastic bit, another morning could.